Chào các bạn, đây mình mua một cái gói hàng ở trên Lazada. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Tôi mở ra nhé. Rất chi là Lazada đóng gói rất là cẩn thận. Một gói hàng ít tiền thôi nhưng mà đóng gói cẩn thận, đóng niêm phong với các thứ đầy đủ, mã vạch đầy đủ để bóc ra nhá. Đây, nó là cái này. Cái này được, rất chi là hấp dẫn đây. Rất chi là hấp dẫn đây. Cho mượn cái gương. Cái này nếu mà dán thế này thì có khi chỉ dán được một lần thôi. Có khi chỉ dán được một lần để giữ cái này sau đấy là đấy, tiến động qua đúng nhẹ, đúng tin 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 của chú Hà. À, được rồi. Ôi trời, dính lắm. Dán lại để sau sử dụng. Đấy, đúng không? Chia nhiều kiểu. Đây là dâu giả nhá các bạn ạ. Đây gọi là dâu giả. Dâu giả này có thể người nhiều tuổi sử dụng cũng được, người ít tuổi thì hóa trang cũng được. Được đấy. 48 kiểu, 49 kiểu dâu. 49 kiểu dâu. Xem kiểu dâu. Dâu này là của nhân vật nào? Dâu này của nhân vật nào đây? Cái này không hay mấy. Cái này không hay mấy. Và được rồi. Nào thích vai gì thì sẽ sử dụng cái bộ đấy. Này là dâu có ớt. Dâu chu hà. Dâu chu hà đây, dâu có ớt. Quả ớt này là dâu giả. Xem nào. Hãy subscribe.
Alo. Đang làm gì đây? Nay không đi đâu à? Chưa, có đi đâu đâu. Không, hôm đấy ở thôi mới ở Tiên Lục nhưng mà tôi không đi. Hôm đấy hai chỗ nhưng mà tôi ở nhà. Tuần tới là năm chỗ vào. Có năm năm xã đấy. Còn chưa hỏi ở chỗ đằng Đồng Mỹ ấy, đằng Bến Tuần đấy. Yên Mỹ hay Đào Mỹ đằng đấy nhỉ? Đằng đấy. Yên Mỹ sao? Với lại Tân Hưng. Đằng đấy với lại đằng Tân Hưng đấy. Tân Hưng ở Vôi, thị trấn Vôi đi rẽ tay phải vào một tí thôi. Thị trấn Vôi đi vào 1 km. Đó. Đúng thị trấn Vôi, cái hôm lên liên hoan đâu không lên mà. Mấy hôm nay ở nhà dâu tóc nó mọc. Mấy hôm nay ở nhà ngủ suốt ngày dâu tóc nó mọc. Ở nhà ăn dưỡng nên nó mọc nhanh quá. Nó mọc nhanh quá đấy. Ở nhà ăn dưỡng nên dâu tóc nó mọc nhanh. Mấy hôm đọc ăn với ngủ ấy, đấy là dâu tóc nó mọc nhiều quá. Hôm nào lên nhá. Thứ bảy chủ nhật lên nhá. Trông em hôm nay như diễn viên ấy nhỉ. Thế là nào trong người phụ nữ mà đẹp nhất là lúc mới ngủ dậy, lúc mới tắm xong đấy. Đứng em không nhận ra anh.